Chào mừng anh chị em đã trở lại với Man City Homies. Chúc tất cả các anh chị em fan The Citizen sẽ có một năm 2024 đầy thành công. Bản tin hôm nay sẽ bắt đầu ngay bây giờ. CAN và Asian Cup mang đến lợi thế tuyệt vời cho Man City như thế nào? Mohamed Salah, Wataru Endo, Liverpool, Thomas Partey, Takeru Tomiyasu, Arsenal, Yves Bissouma, Son Heung-min, Tottenham, Andre Onana, Sofyan Amrabat, Man United, Nicolas Jackson, Chelsea. Đó là những cái tên quen thuộc, là trụ cột, thậm chí là ngôi sao hàng đầu thuộc biên chế nằm trong 6 câu lạc bộ thuộc Big Six ngoại hạng Anh. Nhưng họ còn có một điểm chung rất lớn khác, đó là nhóm cầu thủ này sẽ không thể phục vụ đội bóng của mình trong tối đa là hơn một tháng bởi hai giải đấu diễn ra trong quãng thời gian giữa tháng 1 đến giữa tháng 2, giải vô địch các quốc gia châu Phi AFC CON và vô địch chung kết Asian Cup. Giải vô địch các quốc gia châu Phi AFC CON hay còn gọi là CAN sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2, trong khi giải vô địch các quốc gia châu Á Asian Cup sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2. Tóm lại là thời gian của hai giải đấu này là gần như trùng khớp với nhau. Và những cái tên kể trên chỉ là các cầu thủ tiêu biểu của Big Six sẽ dự CAN hoặc Asian Cup. Chi tiết cụ thể về ảnh hưởng của hai vòng chung kết này đối với nhân lực các câu lạc bộ Premier League là như thế nào thì các bạn có thể nhìn vào bảng thống kê dưới đây. Chi tiết đáng chú ý đó là: đây là danh sách triệu tập tính từ ngày 30 tháng 12 và nó cũng bao gồm một số tuyển thủ đang dính chấn thương. Và các anh chị em có thể nhìn thấy ở dòng Man City, mà homies chúng tôi đã chú ý bôi đậm bằng màu xanh. Đội bóng của chúng ta không có bất kỳ cầu thủ nào giữa hai vòng chung kết bóng đá cấp độ châu lục nêu trên. Thực tế ngoài City cũng chỉ có duy nhất Newcastle là không mất quần bởi AFC CON hay Asian Cup. Theo yêu cầu của FIFA, tất cả các cầu thủ được triệu tập sẽ phải liên tuyển một tuần trước vòng khai mạc. Tức là dù gì đến mấy thì trận đấu cuối cùng của nhóm này sẽ chỉ là vòng 3 FA Cup đá vào các ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 1. Trong trường hợp các đội tuyển của họ tiến xa ở một trong hai hoặc cả hai giải đấu thì số vòng đấu mà một ngôi sao Premier League giữa AFC CON và Asian Cup có thể lên tới 4 vòng đấu Premier League. Nhưng Man City chúng ta thì hoàn toàn miễn nhiễm với cái gọi là virus AFC CON hay virus Asian Cup này. Và đây rõ ràng là cơ hội thuận lợi để Pep tìm có thể thực hiện một cú tăng tốc trong giai đoạn đầu năm 2024. Giờ hãy cùng chúng tôi soi lịch thi đấu của City trong quãng thời gian hai giải đấu cấp độ châu lục đó diễn ra. Bỏ qua vòng 3 FA Cup, gặp đội hạng nhất là Huddersfield Town, Pep Team sẽ có từ 4 tối thiểu đến 5 tối đa vòng đấu Premier League, gồm các trận Newcastle 14 tháng 1, Burnley mùng 1 tháng 2, Brentford ngày mùng 6 tháng 2 và Everton ngày mùng 10 tháng 2. Có thể trận đá bù vòng 18 gặp Brentford cũng sẽ được ban tổ chức giải xếp vào giai đoạn này, khả năng cao là tuần thứ 3 tháng 1. 3 trên 4 đối thủ mà chúng ta có thể đối đầu trong quãng thời gian này, trừ duy nhất Newcastle, đều tổn thất nhân lực vì AFC CON và Asian Cup. Burnley không có Zazuri, Brentford mất quyền xa, Onyeka, Everton thiếu mất ngôi sao bậc nhất của họ là Gaye. Quan trọng hơn chính là việc hai đội cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch với City có thể thiệt quân số trong một quãng thời gian dài, với Liverpool là Salah Ai Cập, Endo Nhật, với Arsenal là Partey Ghana và Tomiyasu Nhật Bản. Thời cơ tăng tốc cho City chính là đây, và hy vọng thầy trò Pep sẽ tận dụng được lợi thế quan trọng này để trở lại vị trí số 1 bảng xếp hạng Premier League. Pep Guardiola lên kế hoạch đưa cầu thủ Man City đi sạc pin tại Abu Dhabi. Pep Guardiola tiết lộ ông dự định đưa các cầu thủ Man City rời xa châu Âu lạnh lẽo để tới với nơi đầy nắng gió tại Abu Dhabi trong kỳ nghỉ giữa mùa giải. Cuối tuần trước, Man City đánh bại Sheffield United với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Man xanh tại Premier League 2023-24, giúp họ leo lên trên vị trí thứ 3 với 40 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool đúng 2 điểm. Chiến thắng trên giúp Man City giữ thành tích bất bại với 25 thắng, 3 hòa, ghi 87 bàn và lọt lưới 19 bàn qua 28 trận trên sân nhà Etihad tính trên mọi đấu trường trong năm 2023. Man City từng đạt thành tích này vào năm 2011 và 2017. Vào ngày 7 tháng 1 tới, Man City sẽ chạm trán Huddersfield Town tại FA Cup và sau đó là cuộc so tài với Newcastle tại giải ngoại hạng Anh vào hôm 14 tháng 1. Tiếp đó, Man City sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi trước khi đối đầu với Burnley vào hôm 1 tháng 2.
với quãng thời gian quý báu để lấy lại năng lượng, Guardiola đã lên kế hoạch đưa dàn sao tới Abu Dhabi, địa bàn của ông chủ Sheikh Mansour, để tập luyện, chuẩn bị cho chặng đường nước rút của mùa giải 2023-24. Nói về kế hoạch sắp tới, huấn luyện viên Pep Guardiola cho hay: "Sau trận đấu với Newcastle, chúng tôi sẽ đến Abu Dhabi. Mùa giải trước, cách làm này đã mang lại hiệu quả cho câu lạc bộ, cho các cầu thủ và cho toàn thể những thành viên của Man City. Chúng tôi tập luyện ở đó với thời tiết tốt hơn. Kế hoạch là tất cả cùng nhau tập luyện, làm hết sức mình để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải này." Mới đây, Pep Guardiola ủng hộ lời kêu gọi thay đổi lịch thi đấu dày đặc của bóng đá. Huấn luyện viên của Manchester City thừa nhận các nhà lập pháp phải thay đổi điều gì đó. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đồng ý ý kiến của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA trong việc kiện Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vì lịch thi đấu dày đặc mà họ tạo ra khiến nhiều cầu thủ quá tải và gặp chấn thương. "Chắc chắn rồi, chỉ có họ mới có thể thay đổi điều gì đó, và chỉ có các cầu thủ. Tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi có quá nhiều trận đấu, vấn đề là chúng ta chỉ có 3 tuần nghỉ hè, nó không đủ để tái tạo năng lượng. Hãy nhìn vào số lượng chấn thương của các cầu thủ đi." Man City lập kỷ lục đáng kinh ngạc trên sân nhà. Với chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Sheffield United, Man City đã khép lại năm 2023 vô cùng ấn tượng cùng thành tích trên sân nhà đáng kinh ngạc. Cụ thể hơn, với chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Sheffield United, Man City đã bất bại trên sân nhà trong suốt cả năm 2023. Đây thực sự là một kỳ tích với đoàn quân của Pep Guardiola. Càng ấn tượng hơn nữa khi thống kê chỉ ra rằng Man City là đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2023 so với các đội góp mặt tại Premier League mùa này, 95 bàn, kiếm được nhiều điểm số nhất, 93 điểm, giành thắng lợi nhiều nhất, 29 trận và để thủng lưới ít nhất, 38 bàn. Năm 2023 đầy xuất sắc của Man City còn được thể hiện rõ nét hơn khi họ trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành được 5 danh hiệu trong một năm dương lịch và là đội bóng Anh thứ hai giành được cú ăn bà sau Manchester United.